Tổng Thanh tra Chính phủ vừa ký quyết định về việc xác minh tài sản, thu nhập đối với 56 cá nhân đang công tác tại hàng loạt cơ quan và doanh nghiệp nhà nước. Trong số 56 cá nhân được chọn ngẫu nhiên để xác minh tài sản, thu nhập, có 2 cá nhân đang công tác tại Thanh tra Chính phủ, 4 cá nhân đang công tác tại Bộ Thông tin và Truyền thông, 5 cá nhân đang công tác tại Bộ Giao thông Vận tải, 12 cá nhân đang công tác tại Bộ Công thương, 16 cá nhân đang công tác tại Bộ Giáo dục và Đào tạo, 10 cá nhân đang công tác tại Ngân hàng Nhà nước, 2 cá nhân đang công tác tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, 2 cá nhân đang công tác tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam và 3 cá nhân đang công tác tại Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam. Tại các cơ quan quản lý nhà nước, các cá nhân được chọn xác minh tài sản, thu nhập có chức vụ vụ trưởng, cục trưởng và tương đương. Tại 3 tập đoàn nhà nước có chức vụ tổng giám đốc, thành viên hội đồng thành viên và kế toán trưởng. Tổ xác minh do ông Hoàng Thái Dương, cục trưởng phòng chống tham nhũng tiêu cực đứng đầu, thời gian thực hiện trong 45 ngày. Nội dung xác minh là tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng của bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu thực hiện theo luật phòng chống tham nhũng năm 2018 và các bản kê khai tài sản thu nhập tính đến 31 tháng 12 năm 2022. Tính trung thực trong giải trình nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm cũng được làm rõ. Luật phòng chống tham nhũng năm 2018 quy định tài sản thu nhập phải kê khai gồm quyền sử dụng đất, nhà ở, công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền, kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá và động sản khác mà mỗi tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên, tài sản, tài khoản ở nước ngoài,